Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc phát báo động khẩn trước bão Bebinca. Ghi nhận từ báo Người Lao Động, cơ quan thời tiết Philippines thông báo bão Bebinca đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ 30 km/h và có khả năng mạnh lên thành cuồng phong vào tối ngày 13 tháng 9 giờ địa phương. Cơ quan thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines Pagasa ngày 12 tháng 9 cho biết cơn bão Bebinca hiện nằm cách Trung Luzon 1.975 km về phía đông và vẫn nằm ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines PAR. Tờ Rappler đưa tin cơn bão đang di chuyển về phía bắc với tốc độ tương đối nhanh 30 km/h, tiếp tục có sức gió mạnh nhất, duy trì 95 km/h và giật tới 115 km/h. Bebinca được dự đoán sẽ mạnh lên thành cuồng phong vào tối ngày 13 tháng 9 giờ địa phương. Bebinca sẽ đi vào PAR chiều hoặc tối ngày 13 tháng 9 với tên địa phương là Ferdai. Cơn bão có khả năng ở lại khu vực này trong vòng vài giờ và chỉ đi qua vùng biển gần ranh giới đông bắc PAR. Mặc dù cách xa đất liền Philippines, Bebinca vẫn có thể gây ra mưa lớn tại nhiều khu vực. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản ghi nhận tính đến chiều tối ngày 12 tháng 9 giờ địa phương, Bebinca ở phía đông Philippines đang di chuyển về phía bắc, tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và sức gió lên tới 126 km/h. Theo Kyodo, cơn bão dự kiến đổ bộ vào phía nam đảo Okinawa và khu vực đảo Amami ở phía tây nam Nhật Bản vào cuối tuần này. Giới chức cảnh báo cơn bão số 13 trong năm 2024 của nước này có thể mang theo gió mạnh và biển động ở một số khu vực. Ngoài ra, còn có nguy cơ lũ lụt, lở đất, thủy triều và mực nước sông dâng cao. Người dân được khuyến cáo tránh ra ngoài khi không cần thiết, tránh xa cửa sổ khi ở trong nhà vì gió mạnh có thể quật đổ cột điện và gây thiệt hại cho một số phần của tòa nhà. Trong khi đó, Bloomberg đưa tin bão Bebinca dự báo đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc ở các khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào sáng sớm ngày 16 tháng 9 giờ địa phương. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết Bebinca với tên địa phương là Bebija sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 2 theo thang Saffir-Simpson 5 cấp. Cơn bão có thể gây ra mưa lớn, dẫn tới khả năng ảnh hưởng tới các nhà máy lọc dầu và kho cảng nhập LNG, cũng như làm tê liệt hoạt động vận tải. Dồn dập áp thấp xuất hiện ngay trước đỉnh điểm mùa bão năm 2024. Ghi nhận từ báo Lao Động, theo tin bão mới nhất, hiện có 3 áp thấp xuất hiện ngay trước thềm đỉnh điểm mùa bão 2024 ở Đại Tây Dương. Dự báo bão của Fast Weather ngày 9 tháng 9 cho hay, cơn bão nhiệt đới tiềm năng số 6 dự kiến sẽ di chuyển gần bờ biển Vịnh Mexico phía Bắc vào ngày 10 tháng 9 và tiếp cận bờ biển phía trên Texas và Louisiana, Mỹ vào ngày 11 tháng 9. Ngoài cơn bão số 6 tiềm năng nói trên, vùng nhiệt đới Đại Tây Dương còn có hai hệ thống đáng lo ngại khác có thể trở thành áp thấp. Áp thấp tiềm năng số 1 xa hơn về phía Tây, yếu hơn và có xu hướng di chuyển về phía Nam nhiều hơn ở vùng Caribe. Áp thấp tiềm năng số 2 gần châu Phi hơn, có thể phát triển khá mạnh, nhưng đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về việc di chuyển theo phía Bắc và sẽ giữ nó ở ngoài đại dương. Mùa bão Đại Tây Dương đạt đỉnh điểm vào ngày 10 tháng 9. Mùa bão Đại Tây Dương trung bình có thêm 6 cơn bão được đặt tên sau ngày này. 4 trong số 6 cơn bão đó trở thành bão cuồng phong, với 2 cơn bão trở thành bão lớn, cấp 3 hoặc mạnh hơn. Ngày 10 tháng 9 đánh dấu đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương vì đó là ngày mà hầu hết các cơn bão nhiệt đới và bão cuồng phong đã đi qua lưu vực Đại Tây Dương theo các ghi chép lịch sử. Từ đầu đến giữa tháng 9 là thời điểm trong năm có các điều kiện tối ưu nhất để hình thành các cơn bão nhiệt đới ở Đại Tây Dương. Đây là thời điểm nhiệt độ bề mặt biển đạt mức ấm nhất trong mùa. Gió tầng trên ở Đại Tây Dương nhiệt đới có xu hướng dịu đi, bụi Sahara ít lan rộng hơn so với đầu mùa hè và các nhiễu động nhiệt đới thường xuyên di chuyển ra khỏi bờ biển phía Tây của châu Phi. Sự kết hợp của các yếu tố này mở ra nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của bão trong thời gian đỉnh điểm hàng năm của mùa bão hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm. Bản đồ bên dưới cho thấy khu vực rộng lớn mà bão nhiệt đới và bão cuồng phong thường xuyên xảy ra vào tháng 9, bao phủ phần lớn Đại Tây Dương, biển Caribe và vịnh Mexico. Mặc dù đã đến đỉnh điểm, nhưng vẫn còn khoảng 60% mùa bão Đại Tây Dương diễn ra từ ngày 10 tháng 9 đến hết mùa vào ngày 30 tháng 11.
khoảng thời gian từ tháng 8 đến đầu tháng 10 có xu hướng tạo ra nhiều bão nhất trong một năm trung bình, trong đó tháng 9 là tháng hoạt động mạnh nhất của mùa bão Đại Tây Dương. Lũ quét, sạt lở đất tàn phá miền Bắc, dự báo tháng 9 mưa lũ tăng cường. Theo báo cáo Sức khỏe và Đời sống, hai ngày qua, nhiều tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lớn đã ngập lụt và sạt lở ở nhiều địa phương miền núi và Trung Du. Chuyên gia dự báo tháng 9 mới là cao điểm về mưa lũ ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Bằng, sông Hiến dâng cao, tràn vào các nhà dân ở nhiều phường, xã tại thành phố Cao Bằng. Người dân phải sống chung với lũ lụt nhiều ngày qua. Chiều ngày 25 tháng 8, thành phố Cao Bằng vẫn có mưa, nhiều khu vực ngập chìm trong nước. Trong 4 ngày qua, thành phố Cao Bằng hứng nhiều đợt mưa rất lớn khiến mực nước các sông dâng cao, tràn vào các nhà dân. Thống kê đến hiện tại, toàn thành phố có đến 193 nhà dân bị ngập nước, gần 400 hecta hoa màu cây cối bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng cho biết, đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 20 năm qua ở Cao Bằng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, mưa lớn gây sạt lở đất thiệt hại 55 nhà ở, ngập lụt gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 407 hộ dân, 1.319,79 hecta lúa và hoa màu bị ngập nước. Có tới 69 tuyến đường giao thông nông thôn tại các huyện bị sạt lở đất đá nghiêm trọng. Hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi do lũ. Các sông, suối trên địa bàn thành phố Cao Bằng đã xuất hiện lũ. Lũ lớn gây ngập sâu khu vực ven sông Bằng của huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng, khu vực thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Cao Bằng có hơn 400 ngôi nhà bị ngập lụt. Trong đó, thành phố Cao Bằng có 178 ngôi nhà bị lụt, huyện Hà Quảng có 55 ngôi nhà bị ngập lụt. Huyện Hòa An có gần 200 ngôi nhà bị ngập lụt, sạt lở. Trong đó, ngôi nhà của gia đình ông Nông Văn Cử ở xóm 8 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An bị sập đổ do sạt lở đất. Nước lũ dâng cao gây ngập gần 1.500 hecta hoa màu của người dân. Về giao thông, nhiều tuyến đường ở các huyện Hòa An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Thạch An và ở thành phố Cao Bằng bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Tại Điện Biên, mưa lớn sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên trong 2 ngày qua đã khiến 34 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 13 ngôi nhà phải di dời người dân khẩn cấp. Ước tính thiệt hại do mưa lũ khoảng 1,1 tỷ đồng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8 đã khiến 34 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 5 ngôi nhà bị thiệt hại nặng từ 30 đến 50% ở huyện Mường Ảng, 16 ngôi nhà bị thiệt hại một phần dưới 30% ở các huyện Nậm Pồ, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ. Có 13 ngôi nhà phải di dời người dân khẩn cấp ở huyện Nậm Pồ và huyện Mường Ảng. Mưa lớn cũng khiến 15,24 hecta cây trồng bị thiệt hại, trong đó có 0,2 hecta lúa bị thiệt hại hoàn toàn trên 70% huyện Nậm Pồ, 4 hecta lúa bị thiệt hại rất nặng từ 50 đến 70% huyện Mường Ảng, 10,4 hecta lúa bị thiệt hại nặng thành phố Điện Biên Phủ, 0,2 hecta cây nho bị thiệt hại từ 30 đến 50% thành phố Điện Biên Phủ, 0,04 hecta cây trồng lâu năm bị thiệt hại trên 70% huyện Nậm Pồ, 0,4 hecta bí xanh bị thiệt hại trên 70% huyện Nậm Pồ. Có tới 13 tuyến đường bị sạt lở ách tắc và một cây xăng bị cháy do ảnh hưởng của mưa lũ sạt lở ở tỉnh Điện Biên. Tổng ước tính hiện tại khoảng 1,1 tỷ đồng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, tại tỉnh Điện Biên, các huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, thị xã Mường Lây, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ cũng được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới.